Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một website kiếm tiền điện tử nữa. Thì đây là một website mà các bạn có thể kiếm được tiền điện tử bằng việc là chơi game và nhận những cái phần thưởng hàng ngày ở trên website này. Thì phần thưởng ở trên website này cực kỳ hấp dẫn, đó là hàng ngày nó sẽ tặng cho bạn một vòng quay may mắn và bạn có thể có cơ hội nhận được một Bitcoin ở phần thưởng này. Ok, và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, các bạn nhớ like cũng như là đăng ký kênh của mình và bật chuông thông báo để luôn theo dõi những video mới nhất mình mới ra, chia sẻ cho các bạn, giới thiệu cho các bạn những ứng dụng, những website mới kiếm tiền online ở nước ngoài. Và đây là kênh YouTube của mình, các bạn có thể xem thêm các video mình hướng dẫn các website ứng dụng kiếm tiền online ở nước ngoài. Và đây là địa chỉ Facebook của mình, các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook ở đây. Ok, và website mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó là website PC Game, các bạn có thể thấy ở đây. Thì link đăng ký mình đã để dưới phần mô tả, các bạn click vào link để bắt đầu đăng ký tài khoản của mình. Thì khi click vào link nó sẽ mở ra được giao diện như thế này, thì các bạn sẽ click vào đăng ký ở đây. Sau đó các bạn sẽ nhập địa chỉ email cũng như là nhập mật khẩu. Sau đó các bạn sẽ click vào đăng ký. Thì sau khi đăng ký thành công thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập để bắt đầu kiếm tiền với website này. Thì khi đăng nhập thành công nó sẽ mở ra được giao diện như thế này. Thì đây các bạn thấy đây là cái giao diện mà các bạn sẽ kiếm tiền với website này. Các bạn có thể thấy đây là một website thiên về game. Các bạn thấy có rất nhiều game nó xuất hiện ở đây. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn chơi theo hình thức đầu tư thì các bạn sẽ nộp tiền vào đây chơi, còn nếu mà các bạn nào muốn chơi miễn phí thì nó cũng sẽ có hình thức chơi miễn phí luôn. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn những cái hình thức mà chúng ta có thể kiếm tiền được với trên này. Thứ nhất là hàng ngày thì nó sẽ thưởng cho các bạn một cái vòng quay may mắn, thì các bạn sẽ click vào đây. Các bạn sẽ thấy vòng quay này, cái khuyến mại của các bạn nó sẽ xuất hiện ở đây và các bạn thấy vòng quay nó sẽ xuất hiện ở đây. Các bạn sẽ click vào vòng quay. Thì các bạn thấy cứ mỗi ngày các bạn sẽ có được một cái vòng quay may mắn như thế này, miễn phí. Và các bạn có thể thấy là có rất nhiều phần thưởng. Thứ nhất là 0.002 Bitcoin này, 25 USDT này, 0.15 Ethereum này, 200 XRP này, Bitcoin này, 1 Bitcoin này, các bạn thấy không? 1 JP này. Có rất nhiều cái phần thưởng ở đây. Các bạn thấy phần thưởng lớn nhất của nó là 1 Bitcoin. Thì cái xác suất mà chúng ta sẽ quay trúng thưởng thì cũng rất nhiều. Mình đã quay được rất nhiều lần và mình trúng được những cái đồng như là XRP hoặc là Tron. Còn Bitcoin này thì mình chưa có đủ may mắn để nhận được một cái Bitcoin như thế này. Và các bạn sẽ click cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ việc click vào spin thì các bạn sẽ xem cái vận may của các bạn thôi. Thì đây là một cái phần thưởng hàng ngày mà các bạn hoàn toàn có thể nhận được, nó hoàn toàn miễn phí. Và các bạn sẽ click vào spin now ở đây. Thì các bạn thấy mình đã nhận được 10.000 JB. Thì thực chất cái JB, đồng JB này là nó không có giá trị ở trên website này. Cái đồng JP này thì cho phép các bạn là chơi để trải nghiệm game, cũng như là nó cho phép các bạn là quy đổi để khấu trừ cái phí rút tiền. Thì với 10.000, với 100.000 JP này thì các bạn có thể là miễn phí được cái phí rút tiền tương ứng với 1 đô. Thì ở đây nếu bạn nào mà rút tiền chơi, nếu mà bạn nào nạp tiền và chơi và sau đó muốn rút tiền thì các bạn sẽ, cái đồng JP này sẽ có hữu ích cho các bạn, là lúc các bạn rút tiền thì nó sẽ giảm được cái chi phí rút tiền cho các bạn. Và các bạn chỉ việc click vào collect now để nhận tiền về thì tiền nó sẽ tự động cộng lên đây. Đây là đồng JP này và nó sẽ xuất hiện ở đây. Và nó sẽ lặp lại sau 17 tiếng nữa. Thì cũng tương ứng là một ngày. Và các bạn sẽ tắt nó đi. Các bạn sẽ thấy là các bạn click vào đây thì các bạn thấy đây là toàn bộ những cái danh sách, những cái đồng tiền mà nó lưu trữ và cho phép chúng ta kiếm tiền ở trên này. Các bạn thấy có rất nhiều loại đồng tiền điện tử nó xuất hiện ở đây. Thì các bạn thấy hiện tại đồng Tron của mình đang có 162 Tron này. Còn những cái loại đồng tiền khác thì mình không có vì mình chơi trên, mình đang chơi với đồng Tron thôi. Và cái mục thưởng thứ hai hàng ngày nữa đó là cái mục mà chúng ta sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày nha các bạn. Các bạn sẽ click vào đây, các bạn sẽ thấy là trung tâm nhiệm vụ này. Và đây là những cái nhiệm vụ hàng ngày. Thì các bạn thấy là các bạn sẽ làm nhiệm vụ và các bạn sẽ được những cái phần thưởng tương ứng. Thì thứ nhất các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ được là 5 cái vòng quay này. Khi các bạn là upload cái avatar thì ở đây mình sẽ click vào upload avatar, các bạn sẽ làm cái nhiệm vụ hàng ngày luôn.
Các bạn thấy đây là hình avatar thì mình sẽ click và mình sẽ chọn một cái avatar bất kỳ để mình up lên đây để mình hoàn thành cái nhiệm vụ này. Thì mình sẽ click, mình sẽ chọn một cái avatar bất kỳ đi. Và sau đó các bạn sẽ click gửi ở đây. Thì các bạn thấy là avatar nó đã update lên đây rồi. Và nhiệm vụ của mình là đã hoàn thành và mình đã nhận được là 5 cái vòng quay này. Thì khi các bạn thấy các bạn làm nhiệm vụ thì nó sẽ cộng cái 5 cái vòng quay ở đây. Thì các bạn thấy là hiện tại mình đang là 5/700 này, hiện tại là 700 ở đây. Thì các bạn sẽ đạt được những cái nấc nha các bạn. Ví dụ đây 20% của 700 thôi thì các bạn sẽ được là 140. Các bạn sẽ đạt nấc này và các bạn sẽ nhận thưởng này. Thì cái phần thưởng này thì nó mở ra, nó sẽ bất kỳ nha các bạn. Các bạn sẽ nhận được là phần thưởng dựa vào sự may mắn của các bạn. Thì ví dụ các bạn đạt được 140 cái vòng quay này thì các bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng. Và các bạn sẽ mở được nó. Tiếp theo là nấc tiếp theo là 350, nấc tiếp theo nữa là 560 và nấc tiếp theo nữa là 700. Thì hàng ngày nó sẽ có nhiệm vụ cho các bạn làm cũng như là nhiệm vụ hàng tuần cho các bạn làm. Ok, đó là những cái nhiệm vụ mà hàng ngày các bạn có thể làm và nhận thưởng hoàn toàn miễn phí. Thì tiếp theo nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để các bạn có thể chơi và trải nghiệm game ở trên này. Thì các bạn thấy đây là một website thiên về game, do đó nó có rất nhiều game ở trên này để các bạn chơi. Thì ban đầu khi các bạn muốn chơi trải nghiệm game thì các bạn sẽ dùng đồng GP này để các bạn chơi và trải nghiệm các game của bạn. Đây là một giống như một cái tài khoản demo cho các bạn chơi và các bạn sẽ không phải mất tiền. Đồng GP này các bạn có thể kiếm được ở trên website này và các bạn có thể dùng nó để chơi miễn phí game. Thứ hai nữa là khi các bạn đã chơi trải nghiệm game xong, các bạn muốn chơi thật thì các bạn sẽ tiến hành nộp những cái loại đồng tiền điện tử khác nhau vào trang web này để các bạn tiến hành chơi thật. Thì ở đây mình sẽ không chơi trải nghiệm nữa, mình sẽ dùng một loại đồng tiền điện tử thật để mình chơi. Mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì để chọn những loại đồng tiền điện tử, các bạn sẽ click vào đây. Các bạn sẽ thấy có rất nhiều loại đồng tiền điện tử, nó sẽ ở đây, nó sẽ đã được click trên cái PC game này. Thì các bạn thấy là có rất nhiều ở đây và các bạn có thể chọn thêm ở manager list ở đây. Các bạn sẽ click và các bạn sẽ thấy là có rất nhiều ở đây và các bạn chỉ việc là tích để cho nó mở sáng lên là các bạn có thể sử dụng. Ví dụ là VNDC nó cũng có ở trên này, Bitrun, rồi là ISS. Thì các bạn thấy ở đây có một điều đặc biệt là đồng ISS này nó vừa mới được list ở trên PC game này. Và thứ hai nữa thì nó có rất nhiều cái chương trình airdrop cũng như là condrop. Một lát nữa đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể nhận được đồng ISS này một cách miễn phí ở trên PC game. Thì để chơi thì đầu tiên mình sẽ chọn, ví dụ ở đây mình vừa chọn và mình vừa nộp một ít đồng ISS. Thì các bạn có thể thấy ở đây hiện tại mình mới có được một đồng của ISS này. Thì mình sẽ click vào đây. Thì các bạn thấy cái giá của đồng ISS thì hiện tại nó gần 21 đô. Các bạn có thể vào CoinMarketCap, các bạn thấy là hiện tại nó có đang giá trị của nó đang là 20.9 đô. Thì giá trị hiện tại của nó, các bạn thấy là cái giá trị cao nhất của nó trong 24 giờ là 21.45 đô. Thì đây là một loại đồng tiền điện tử mà mình thấy nó cực kỳ ổn định, trong khi tất cả các loại đồng tiền điện tử khác đang giảm thì giá của cái thằng ISS này đang tăng. Do đó mình chọn loại đồng tiền này để mình chơi. Thứ hai nữa là các bạn khi các bạn chơi thì các bạn thấy là khi các bạn nhận được đồng ISS, các bạn sẽ thấy cái giá trị của nó sẽ tăng dần lên. Do đó khi các bạn quy đổi thì cái giá trị mà các bạn nhận được cũng sẽ cao hơn. Thì ở đây mình sẽ chọn đồng ISS và mình sẽ tiến hành chơi game với đồng ISS này. Thì đầu tiên mình sẽ thử trải nghiệm chơi game. Thì các game ở trên này mình thích chơi nhất, ví dụ các bạn sẽ thấy là Crack Trainball ở đây, các bạn thấy ở đây. Và mình sẽ click vào đây, mình sẽ chơi thử cho các bạn thấy cái game này. Thì cái game này thì cực kỳ đơn giản thôi, các bạn thấy là cái xác suất của nó là 50-50 để các bạn chơi. Thì các bạn thấy đây là cái xu hướng. Và các bạn thấy là 3.4789 thế này, nó nhân 3.4789 thế này thì các bạn thấy nó có lý do cả. Ví dụ các bạn sẽ thấy ở đây, khi các bạn chọn red, các bạn chọn màu đỏ, nghĩa là nó sẽ nằm trong cái khoảng từ 0 tới 1.96 nhân 1.96 như các bạn. Và khi các bạn chọn cái nút màu xanh, các bạn click vào bet green, nghĩa là các bạn chọn cái vòng màu xanh thì nó sẽ nằm trong khoảng từ 2 tới 10. Tức là trên 2 là các bạn đã có thể thắng được cái này. Và tiếp theo nếu các bạn muốn đặt trên cái màu vàng, các bạn đặt vào vàng thì các bạn bắt buộc cái số này nó phải nhảy lên nhân 10. Trên nhân 10 các bạn mới có thể thắng được. Thì ví dụ ở đây các bạn đặt màu xanh nó đã nhảy 4.8, nghĩa là các bạn đã có thể thắng này. Còn khi các bạn mà đặt
màu đỏ mà nó vượt quá khỏi 1.96 thì các bạn thua, vì nó cực kỳ đơn giản như vậy thôi. Các bạn thấy để ở đây một lần nữa này, ví dụ ở đây mình sẽ chọn bet green thì các bạn thấy là nó bắt buộc phải lớn hơn 2. Ví dụ ở đây nó dùng 1.56 thì mình chọn nhân 2 thì mình sẽ thua. Đơn giản như vậy thôi, và các bạn nhớ là phải để ý trong cái khoảng thời gian này, các bạn phải chơi trong khoảng thời gian này. Ok, và mà các bạn thấy là cái số lượng tối thiểu để các bạn chơi là 100 Satoshi IPS, và mình sẽ click chơi. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn màu xanh. Ồ, như vậy mình đã chơi không kịp với nó này, thời gian của mình đang chơi là không kịp, do đó mình sẽ đợi cho nó chơi lượt tiếp theo. Ok, mình sẽ đặt cá cược. Các bạn nhớ là phải click trong khoảng thời gian này nhé các bạn. Và các bạn thấy nó đang đi lên, mình hy vọng nó sẽ vượt qua 2 để mình thắng. Ok, và mình đã win nè, các bạn thấy là mình đã win rồi này. Và các bạn thấy mình đã được cộng thêm 100 Satoshi IDS này. Tiếp theo mình sẽ chọn tiếp cái thằng này. Và mình hy vọng nó cũng sẽ lớn hơn 2 tiếp. Ok, nó mới dừng 1.87, cho nó mình đã thua. Và tiếp theo nữa, cái game tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, mình cũng hay chơi, đó là cái game Limbo. Thì các bạn sẽ click vào Limbo, các bạn sẽ thấy. Thì các bạn thấy cái cơ hội của nó cũng là 50. Thì đây là một cái dạng game mà các bạn click là nhiều. Thì ví dụ các bạn click nó ra màu xanh thì các bạn sẽ thắng, mà ra màu đỏ các bạn sẽ thua. Nó đơn giản như vậy thôi. Ví dụ đây mình sẽ click cược. Đó, 2.8 là mình sẽ thắng. Đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ click tiếp. Như vậy là mình thua. Mình sẽ click cược thắng. Các bạn thấy để ý nó sẽ cộng tiền ở đây. Thắng, các bạn thấy nó sẽ để... Các bạn thấy số của mình cực kỳ đẹp nha các bạn. Đó, thắng. Thắng, các bạn thấy không? Nó sẽ thấy lên như thế này. Cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn chơi thì chỉ là click để các bạn chơi thôi. Thì tiếp theo nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mục để các bạn có thể rút tiền, nạp tiền cũng như là chuyển đổi giữa các loại đồng tiền điện tử với nhau. Thì các bạn sẽ vào mục ví ở đây. Các bạn sẽ click vào mục ví ở đây, các bạn sẽ thấy có mục nạp tiền này, rút tiền này, rồi là DC swap này. Thì các bạn thấy cái mục swap nghĩa là chuyển đổi từ loại đồng tiền điện tử này sang loại đồng tiền điện tử khác. Ví dụ ở đây các bạn thấy là mình sẽ click vào mục swap. Thì các bạn sẽ thấy là mình muốn chuyển đổi từ Bitcoin sang BCD hoặc là ngược lại, thì các bạn cứ click chọn thế này thôi. Tiếp theo nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái mục mà các bạn có thể nạp tiền. Thì để nạp tiền các bạn sẽ click vào mục nạp tiền ở đây. Thì để nạp tiền các bạn sẽ click vào mục ví ở đây. Thì các bạn sẽ click vào mục nạp tiền ở đây. Các bạn sẽ thấy là ví dụ đồng ADS của mình là số dư ở đây này. Các bạn nạp tiền này. Đây là địa chỉ để các bạn nộp tiền. Và các bạn chỉ việc copy cái địa chỉ này các bạn sẽ nộp. Tức là các bạn sẽ làm một cái động tác là gửi tiền đến cái địa chỉ này, thì tiền nó sẽ tự động cộng vào ví của các bạn với cái đồng ISS. Cực kỳ đơn giản như vậy thôi. Và tiếp theo là cái mục rút tiền, thì các bạn sẽ click vào mục rút tiền ở đấy. Các bạn sẽ thấy là ví dụ số dư của nó là đang là 1, thì các bạn thấy là min rút của nó chỉ là 0.5 số tiền cần rút. Mình sẽ điền địa chỉ ví của đồng ISS vào đây, và sau đó mình sẽ click vào mục xác nhận để rút tiền là xong. Thì nó cực kỳ đơn giản, tiền nó sẽ về ví của bạn ngay lập tức. Tiếp theo nữa là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái mục mà airdrop cũng như là control drop của đồng IDS này trên PC game. Thì các bạn như mình đã nói lúc trước là cái đồng IDS này vừa mới được list trên PC game này, do đó nó có cái chương trình tặng thưởng. Thứ nhất đối với trang PC game này, đối với trang chủ PC game này, thì các bạn sẽ vào mục là các bạn sẽ thấy cái mục các bạn rê chuột vào cái hình avatar của các bạn, sau đó các bạn sẽ click vào mục phần thưởng ở đây. Thì các bạn sẽ thấy đây là một cái mục reward, nghĩa là cái một nơi mà các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng, thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Còn tiếp theo là cái mục system note, nghĩa là những cái thông báo, thì các bạn thấy là các bạn sẽ thấy được cái thông báo của cái chương trình tặng quà của cái đồng ISS. Các bạn thấy ở đây thì ISS now available on PC game, thì các bạn thấy đây là một cái thông báo của PC game official. Thì các bạn thấy là nó có cái chương trình tặng thưởng như thế này. Thì các bạn thấy 100 đô new token giveaway của cái BC game này. Thì các bạn chỉ việc là click vào để nhận. Thì ví dụ cái chương trình thể lệ chơi của nó cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ việc là chọn Twitter Event Now. Thì các bạn click vào đây.
Thì các bạn thấy đây là cái chương trình của nó, thì các bạn thấy là phần quà là 100 đô đồng USD này, và cho 5 người may mắn. Thì các bạn chỉ việc là thực hiện đủ 3 bước này. Thứ nhất là follow cái PC Game, thì các bạn sẽ follow cái PC Game Win và PC Game Official. Thứ hai nữa là like and retweet. Thứ ba nữa là tag 5 friend vào, thì các bạn sẽ được là may mắn winner. Nó sẽ tiến hành trong vòng 48 giờ. Các bạn thấy ở đây cực kỳ đơn giản, các bạn có thể là nếu các bạn đủ may mắn thì các bạn có thể nhận được là 100 đô với đồng ISS này. Thì ngoài ra trên PC Game của Việt Nam, các bạn chỉ việc là tham gia vào nhóm Telegram của PC Game Việt Nam thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được những cái con drop hoặc là airdrop hàng ngày hoặc là hàng tuần trên cái nhóm chat đó. Thì để vào thì các bạn sẽ click vào và các bạn tham gia cái nhóm PC Game Việt Nam như thế này. Các bạn thấy ở đây PC Game Việt Nam, thì các bạn sẽ thấy là các bạn chỉ việc là tham gia join group ở đây, và các bạn thấy có rất nhiều cái tin nhắn. Nó đây là càng dạng một cái nhóm chat, nó có những cái chương trình mà airdrop hoặc là con drop nó sẽ tặng thưởng trực tiếp vào ví cho các bạn với đồng ISS này. Chỉ đơn giản như vậy thôi, là đó là hai cách để các bạn có thể nhận được đồng miễn phí ISS này vừa mới được list trên PC Game này. Ok, như vậy mình đã chia sẻ xong cho các bạn các bước để các bạn có thể kiếm tiền trên website này, cũng như là các thao tác để các bạn có thể nộp tiền cũng như là rút tiền về ví của các bạn. Chúc các bạn có thể kiếm được thật nhiều tiền với website này. Xin chào và tạm biệt các bạn. Đừng quên cho mình một like cũng như là một comment thật thiện chí.